Chào mẹ Thơm, mình là Triệu Hường của hệ thống tư vấn sữa mẹ Việt Nam. Hôm nay với chủ đề món ăn loại sữa thì mình nhận được thông tin là bạn cần tư vấn về chủ đề này. Thì không biết điều hoang mang của bạn là gì, xin mời bạn có thể chia sẻ. Dạ em chào chị Trường Hương, chào mọi người ạ. Chị ơi cho em hỏi một chút là em sinh bé được 1 tháng rồi á, nhưng mà lúc sinh ra là em ít sữa lắm. Em đã ăn móng giò, heo, đu đủ, rồi ăn uống nước chè vằn, chè cỏ, uống cả sữa ống thò nữa. Nhưng mà sữa nó vẫn ít chị ạ. Em ăn cả tháng rồi mà sữa vẫn ít, em bé bú thì không có cảm giác no, cứ em bé cứ ngậm ti huyết vậy á, không có cảm giác no, em bé cứ khóc á. Thì bây giờ em đang stress ạ, và em chán các cái món ăn đó rồi á. Thì bây giờ không biết chị có thể giúp em có cái món nào mà giúp cho nhiều sữa để không phải ăn mấy cái món đó được không ạ? Cảm ơn ạ. Và hiện nay là bạn đang cho bé bú mẹ hoàn toàn hay là bạn đang bổ sung thêm sữa ngoài? Dạ, vì sữa ít nên là em có dặm thêm sữa ngoài cho bé. Trước tiên để trả lời và giải đáp cái câu hỏi của mẹ thì mình xin phép chia sẻ với mẹ một cái câu chuyện. Đó là ví dụ như bây giờ mẹ muốn tạo ra một cái bánh chưng thì có thể mẹ sẽ cần một ký nếp, một ký đậu, lá và thịt heo, được không? Vâng. Thế thì bây giờ là một ký nếp thì sẽ tạo ra một cái bánh chưng. Vậy theo mẹ nếu bây giờ mình cần 10 cái bánh chưng thì mình sẽ cần bao nhiêu ký nếp? Dạ, cần 10 cái nếp ạ. Yes. Thì có nghĩa rằng mình muốn tạo ra một cái sản phẩm thì mình cần phải có nguyên liệu để mình tạo ra sản phẩm đó. Được không? Vậy bây giờ mẹ đang cho rằng sữa của mình ít. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm xem là cái nguyên liệu để tạo nên sữa nó là gì. Ok chưa? Rồi. Vậy thì theo mẹ là cái nguyên liệu gì sữa được tạo tiết từ đâu? Theo em là từ từ thức ăn của mẹ ăn Từ thức ăn của mẹ ăn. Từ thức ăn của mẹ ăn. Vậy thì tại sao cái lúc mà mình chưa có mang bầu, chưa có mang thai, chưa có em bé thì mình cũng ăn nhưng mà vú mình không tiết ra sữa? tại vì lúc đấy em bé không bú thì sao mà ra sữa được ạ? Và kể cả em bé có một em bé khác đến bú luôn nó cũng đâu có ra sữa đâu. Ví dụ như bà nội bà ngoại. Ví dụ như bà nội bà ngoại vẫn thỉnh thoảng vẫn cho em bé bú khác nhưng mà em bé nó có bú mà cũng đâu có ra sữa đâu. Thì giống như kiểu là mình phải sinh em bé ra rồi thì mới có sữa. Vậy thì cái điều kiện ở đó, cái điều kiện nó nằm ở chỗ đó. Về điều kiện Không, em hiểu mà. mình sinh em bé ra mình mới có sữa thì cái lúc đó nó có cái gì ở trong đó nó mới tạo tiết ra sữa. Chứ nếu mà nói về thức ăn thì trước đó mình cũng ăn, đúng không? Có bầu mình cũng ăn, có em bé mình cũng ăn thì tại sao trước đó mình ăn mà nó không ra sữa mà tới cái lúc mình sinh em bé xong nó mới ra sữa? Nghe em biết Yes. Rồi, mình chia sẻ với mẹ ha. Cái thông tin như sau. Rồi, mẹ nhìn lên màn hình giúp em. Rồi, bầu vú phát triển nè. Sau khi mà mẹ mang thai và cho con đến cái giai đoạn mà mẹ sinh ra thì lúc này có hai cái bạn estrogen và progesterone ha thì nó phát triển để sẵn sàng cho quá trình sản xuất sữa. Được chưa? Nó có hai cái loại hormone này để quá trình phát triển bầu vú. Rồi, sản xuất sữa thì nó cần có sự tham gia của prolactin. Khi cho trẻ bú, núm vú sẽ kích thích bài tiết prolactin và sau đó sẽ chạy vào máu và sản xuất ra sữa. Rồi, vậy thì bây giờ mình có nguyên vật liệu đó là prolactin vào máu của mẹ. Rồi, ok chưa ạ? Tiếp theo sau đó nữa để giải phóng sữa là tạo sữa rồi. Bạn prolactin và máu tạo sữa. Còn để giải phóng sữa ra khỏi bộ ngực thì cần oxytocin. Rồi, vậy thì thông qua đây, theo mẹ thì để sản xuất ra sữa thì mình cần có những nguyên vật liệu nào? Cần có prolactin và oxytocin ạ. Rồi, và kèm theo máu của mẹ nữa. Đúng chưa ạ? Rồi, nguyên vật liệu của chúng ta là prolactin, oxytocin.
vào máu của mẹ. Rồi vậy thì theo mẹ là nãy giờ trong đây nó có nói gì đến cái vấn đề gọi là thức ăn? Dạ không ạ. Yes, vậy theo mẹ là có thức ăn. Cái điều đó nó chứng minh cho mình thấy rằng cái việc quá trình quan suốt cái quá trình mà mình ăn á, nó không có liên quan gì đến cái quá trình sữa mình đã ít hay nhiều. Cái nguyên liệu tạo ra sữa đó là prolactin, oxytocin và máu của mẹ. Và chắc chắn máu của mẹ là luôn có rồi. Cho dù mình ăn hay không ăn thì máu của mình nó vẫn có. Trừ khi bạn nhịn ăn khoảng tầm 7, 49 ngày hay là cả trăm ngày hay là 200 ngày thì lúc này cái người mình nó khô lại thì nó bị khô máu thì không còn máu. Mẹ công nhận không? Cho dù mình Nhìn em ăn đấy hay không, là đúng không? Cho dù mình ăn hay không ăn thì cái máu của mình nó vẫn còn ở trong đó, nó vẫn có ở trong đó. Máu là luôn có rồi ha. Rồi tiếp theo nó sẽ là có prolactin và oxytocin. À, bây giờ em sẽ cho mẹ coi một cái đoạn clip này. Mẹ thấy không, quá trình em bé Dạ. bú vô cái bắt đầu nó mới tạo sữa, à, tiết sữa ra bên ngoài, tạo ở đây nè, nhìn nha, tạo nè, tạo sữa nè, không mình đâu có thấy nó có cái gì ở đây đâu, ok chưa? Và cái quá trình Dạ. các cái hạt này nó tạo sữa nè, khi mà em bé bú nó tạo cái tín hiệu lên trên não của người mẹ và nó kích thích các cái hormone tạo tiết ra và sau đó nó tạo sữa đây. À, tạo sữa nè. Rồi tiết sữa nè. Rồi mẹ thấy không? Rồi tạo sữa và tiết sữa ngay tại đó lúc đó luôn. Khi có động thái bú của em bé nó báo hiệu lên não. À, và nó tiết ra các cái hormone để tạo sữa và tiết sữa. Rồi vậy thì rõ ràng là nãy giờ không có một cái thông tin tài liệu biểu hiện nào cho mình thấy rằng cái thức ăn nó quyết định cái lượng sữa nhiều hay ít. Bằng chứng là mẹ đã ăn tất cả mọi thứ trên đời này trong suốt một tháng qua nó không có rồi. Thế thì một cái dấu chấm hỏi tiếp theo nữa là ủa nhưng mà mình cũng cho con bú mà, mình cũng cho con bú mà, cũng ngậm vú mà, sao nó không no, nó cứ trằn trọc để mình phải bổ sung thêm sữa ngoài, đúng chưa ạ? Dạ cái đúng rồi, cái đó em cũng biết ạ. Yes. Vậy thì đặt một cái dấu chấm hỏi lại đó là khi mà em bé bú nắm vú của mẹ, mẹ cảm thấy là thứ nhất là có đau đầu ti không? Thứ hai là em bé có dễ chịu không? Hay em bé cứ giật vô, giật ra và bú một tí xíu rồi khóc, vân vân. Những cái biểu hiện của bé khi mà bú vú mẹ. Cái nấm vú mẹ có cảm thấy khó chịu, có bị đau không? Có lúc thì đau ạ, có lúc bé chị ngầm cái ti xong rồi em nghe đau, xong rồi có lúc thì mình cứ ngầm một tí là khóc lên, không có chịu ti. Ngậm tí xíu là khóc lên, mới ngậm tí xíu là khóc lên rồi đúng không? Rồi dạ. Vậy bằng chứng cho thấy là em bé mới ngậm tí xíu đã lấy sữa đâu, đã mút sữa đâu, đã biết thấy sữa đâu mà khóc đúng không? Yes, thì cái yếu tố nó nằm ở chuyện gọi là em bé nó ngậm bắt vú đúng hay không đúng nữa. Rồi mẹ hình dung ha, ngậm bắt vú hay đúng hay không đúng nữa. Đồng ý rằng sẽ cho bú mẹ thì sẽ tạo tiết ra được hai cái hormone prolactin và oxytocin, ok chưa? Đó, nhưng mà bây giờ phải ngậm bắt bú đúng nữa cơ, ngậm bắt bú không có đúng thì không lấy được sữa. Là Rồi chắc là mẹ để sai. mẹ tưởng tượng thử nha, giống như cái robinet của mình á, cái vòi nước của mình á, ok không? Nếu mà mình xả ra hết nó thì nó sẽ chảy nước một cách ồ ạt, đúng chưa? Còn nếu mà mình xả một cách mình vặn nhỏ thôi thì nó sẽ ra rỉ 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 rỉ, đúng không ạ? Thì cái khớp ngậm của bé nó cũng giống như cái vòi đó vậy đó. Nếu em bé nó ngậm đúng thì lượng sữa nó sẽ ra tương đối tốt, nó giúp cho em bé nhanh chóng no bữa và bú mút hiệu quả.
Còn nếu như mà em bé ngậm bắt sai thì giống như cái vòi nước mình hí ra tí xíu mình chảy rỉ rỉ đi, thì em nó nhận được ít quá, cho nên là nó thiếu thiếu sự kiên nhẫn. Nó thiếu sự kiên nhẫn thì nó nhanh bỏ cuộc hoặc là nhanh ngủ gục trên ti. À, nó bú tí xíu cái nó ngủ. Tại vì nó ra ít quá cho nên nó bú xong nó chán vì nó ngậm sai. Rồi, cái bắt đầu mẹ vừa đặt xuống cái em bé lại ọ ẹ ọ ẹ thức. Cho nên cái vòng đó nó cứ lặp đi lặp lại hoài luôn, gần như em bé nó ôm vú cả ngày. Đúng chưa? Chắc là đúng rồi, tại vì em cho bú bú bình là em bé bú được nhiều lắm. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ giải cho mẹ nè, để mẹ có thể hình dung nè, cái khớp ngậm ha. Sau đây thì mình chia sẻ cái thêm một cái hình cho mẹ biết nha. Rồi, đây là khuyến cáo trong cái việc mà nuôi con sữa mẹ. Thì khi mà mình sử dụng bình bú và núm vú giả cho em bé nè, nó làm cho em bé từ chối bú mẹ và ngậm bắt bú mẹ bị sai, được chưa ạ? Cho nên nó dẫn không, trong tài liệu hướng dẫn luôn, nó ghi là giảm tiết sữa khi mà cho em bé bú. Chính chính cái việc mà cái núm vú giả này nè và cái bình bú này nè, nó làm cho em bé ngậm bắt bú mẹ bị sai và nó dẫn đến cái việc mà giảm tiết sữa. Rồi, được không ạ? Vậy thì mẹ có thể chia sẻ thêm rằng cái việc mà mình cho em bé bú bình từ khi nào được không ạ? Lúc mà em bé sinh về được mấy ngày là em thấy bú ít sữa nên là em cho bú bình thử xem sao, thì bé cứ khóc á, thế xong rồi cho bú bình thì em bé là bú được nhiều, thì em bé Yeah. mụn. Rồi, cái câu chuyện này nó liên quan đến cái việc này nè. Đặt cho mẹ một vài cái thông tin nữa ha. Theo mẹ thì em bé ở trong bụng nuôi dưỡng bằng đường gì? Đừng dây rốn. À, bằng dây rốn. Thì có nghĩa rằng em bé dường như chưa bao giờ được ăn thông qua đường miệng. Đúng không ạ? Rồi, ok. Tiếp tục, em bé trong bụng mẹ mình lấy oxy qua đâu ạ? Dây rốn luôn ạ. Yeah, dây rốn. Vậy có nghĩa rằng em bé của mình chưa bao giờ hết hơi thở bằng đường mũi, đúng không ạ? Rồi, thế thì em bé sinh ra đời cùng một lúc em bé phải học cách thở bằng đường mũi, học cách ngậm bắt bú, học cách nuốt sữa, ép sữa, lấy sữa, rồi ngậm bắt nuốt thở bốn nhịp. Thì theo mẹ cái việc đó nó có khó với em bé hay không, khi mà vừa mới chào đời luôn, ngay lập tức luôn? Dạ quá khó. Yes, nếu mà nó khó như thế thì cái việc mẹ bé nó nhịn vô xong rồi nó nhảy ra, nó nhả ra, nó khóc oa oa oa, nhịn vô xong nó nhả ra khóc oa oa oa, theo mẹ cái điều đó nó có hợp lý không? À, em thì cứ tưởng là bé sắp về bé đói cho nên là mới cho bé dành thêm bình nữa. Yes, rồi. Vậy thì những cái ngày đầu tiên á, ví dụ những ngày đầu tiên sau mình khi mình ra trường xong rồi mình đi xin việc làm á, ở một cái công ty á, thì thường các công ty sẽ cho chúng ta bao nhiêu ngày để thử việc? Khoảng 1 tháng. Yes, khoảng 1 tháng để thử việc. Mà trong khi chúng ta là cái người trưởng thành, 30 tuổi, 40 tuổi, chúng ta còn có cái cơ hội được một công ty cho chúng ta cái cơ hội là 30 ngày, 40 ngày để thử việc. Đúng không ạ? Rồi, thế thì vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao người ta lại cần 30 ngày, người ta lại cho mình 30 ngày, 40 ngày đó để thử việc theo mẹ? Mình học để mình học làm quen, để mình làm quen với công việc mới. Yes, vậy thì chứng tỏ rằng cái khoảng thời gian đó là cái kỹ năng mình còn chưa tốt mà mình cần làm quen nhiều nè. Thứ hai nữa là theo mẹ thì cái năng suất làm việc lúc đó như thế nào? Năng suất thì sẽ thấp ạ, thấp hơn Yes. là vì mình chưa quen. Yeah. Và cái lương mà người ta trả trong khoảng thời gian thử việc nó có bằng với cái lương chính thức không? Lương đấy chỉ khoảng 70% thôi, Yes. 70%. Đó. Thì mẹ thấy đó, em bé nó bước ra đời, ngay lập tức nó phải học thở, ăn, ngậm, bắt nuốt thở. Cho nên cái việc mà trầy trật, cái việc mà ngậm bắt nuốt chưa được tốt, nó sẽ diễn ra, đó là điều hợp lý. Đúng không ạ? Rồi, xong rồi ngậm, xong tí xíu nhả ra khóc, rồi tí xíu oe oe, rồi tí xíu ngậm không được, vân vân. Rồi mẹ hình dung không? Nhưng mà vô tình chúng ta nghĩ rằng do mình không có đủ sữa,
Vô tình chúng ta nghĩ rằng em bé không có lấy được sữa, không có sữa, cho nên ngay lập tức mình đã đưa cái bình bú vào cho con. Mà khi đưa cái bình bú vào, cái bình bú là cái thứ mà em bé nó không có cần ngậm vắt, không có cần ngậm vắt để xuống, là nhiều khi có những cái bình nó đã nhỉ giọt rồi, nó rất là dễ, cho nên em bé nó bú và nó no ngay lập tức. Thì lúc này nó ngon thì nó đã không có mong muốn bú mẹ được nữa, mong muốn bú mẹ tiếp. Thì chính vì vậy cái đứa trẻ nó ngày càng giảm đi cái việc gọi là bú mẹ và bú không hiệu quả, cho nên cái lượng sữa mẹ nó đâu có tạo tiết ra. Vì hồi nãy chúng ta có xem đó rồi, đó là cái nguyên vật liệu để tạo ra sữa mẹ, đó là cái điều kiện là em bé phải bú, nó mới báo hiệu lên não, nó mới tiết ra hormone prolactin và oxytocin. Rồi mình nói như thế không biết mẹ có hình dung được không ạ? Dạ em hiểu rồi, nhưng mà bây giờ em tập cho em bé bú thì nó cứ khóc cứ nhại như vậy, thành ra em Yes, cũng phải giảm ok. nhớ, giờ có cách nào không? Cái đó thì Hường sẽ hướng dẫn bằng kỹ thuật, yên tâm, mình sẽ hướng dẫn bằng cái cách bế đúng, cái cách cho em bé tập ti để em bé có khớp ngậm đúng, và ngay lập tức mẹ sẽ thấy được những cái dòng sữa nó ra. Mình sẽ hướng dẫn mẹ cái cách massage, hướng dẫn mẹ cái cách vắt tay để mẹ kiểm tra cái lượng sữa của mình, ok không ạ? Rồi vậy thì thông qua đây mình cũng muốn chia sẻ đến các bạn cái việc mà thức ăn á, nó không phải là cái nguyên liệu, nó không phải là cái nguyên liệu để tạo tiết sữa. Nguyên liệu tạo tiết sữa là hormone prolactin và oxytocin. Tuy nhiên có một cái điều này nè, tại sao nhiều người người ta lại 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 có những nghĩ ra những cái món ăn lợi sữa? À, tại sao? Thứ nhất, trong một số cái loại thuốc nhân tạo hiệu cốm này nọ đó, người ta có ghi ở trong đó, đó là cái thuốc đó nó cung cấp cho bạn cái hormone prolactin và oxytocin, vân vân. Nhưng mà nó là cái thứ nhân tạo, có thể vô trong cơ thể bạn, cơ thể của bạn tiếp nhận hoặc không, điều đó còn chưa biết. Rồi, mình nói bạn dễ hiểu không ạ? Đó là hóc môn nhân tạo, khi mà đưa vô thì nó có thể tiếp nhận hoặc không. Đó. Rồi, còn nếu như mà ai đó phụ thuộc vào cái đó nhiều quá, có nghĩa là mới đầu uống cái đó nó có sữa, phụ thuộc nhiều quá thì cái lúc mà mình có tới tới một cái khoảng thời gian á, một vài tháng là tự nhiên cái cơ thể của mình nó không còn đáp ứng nữa, thì mình sẽ tự cảm thấy sữa nó giảm, tại vì nó là nhân tạo mà, nó không tự nhiên. Thứ hai nữa, trong một số cái loại thức ăn á, trong một số cái loại thức ăn á, cái món nào là cái món ăn lợi sữa, là cái món mà khiến cho bà mẹ thèm và thích. Ví dụ như cái món ăn thích nhất của mẹ Thơm là món nào? Em đa thích, cũng thích cho một số món như sinh tố cây, nhưng mà tại vì ăn nhiều móng giò với ăn nhiều thịt quá thành ra bây giờ em bị chán. Ok. Rồi, trong trong cái nguyên vật liệu mà tạo tiết ra sữa, trong đó nó có hai hormone, đó là hormone prolactin và hormone oxytocin. Hormone oxytocin là hormone hạnh phúc, hormone vui vẻ, hormone hào hứng. Rồi, thì trong cái hormone oxytocin á, khi nào thì nó tạo tiết ra là khi bạn happy, bạn hưng phấn, bạn vân vân, được không? Thì khi mà các bạn đang thèm một cái món gì đó, các bạn đang nhớ một cái món gì đó và các bạn được ăn, thì lúc này nó sẽ làm cho bạn vui. Ví dụ như mình đang thèm me, mình đang thèm xoài, tự nhiên mình được ăn, mình cảm thấy vui, mình cảm thấy hứng khởi, mình cảm thấy thích, thì lúc này nó sẽ tạo ra hormone oxytocin tại thời điểm đó, được không? Tuy nhiên nó không có bền, nó không có bền là bởi vì bạn thèm một cái món nào đó, xong cái bạn ăn rồi được, nó tạo ra một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng mà đến ngày thứ tư bạn có còn thèm cái món đó nữa không? Theo bạn nó bắt đầu ngán đúng không? Bắt đầu ngán thì cái hormone hạnh phúc nó đâu có tạo ra nữa, thì chính vì vậy là sau một hai ngày, ba ngày, cái tự nhiên cái món đó thấy uống vô ăn vô mà nó không còn tạo ra nhiều sữa nữa. Rồi bạn hình dung không? Yes. Thì cũng có những cái món ăn nó giúp cho tạo tiết nhiều sữa nhưng nó không bền, nó khoảng thời gian ngắn là một vài ngày, sau khi mà bạn ăn nhiều ngày liên tục rồi bắt đầu bạn ngán rồi, thì tự nhiên cái đó nó sẽ giảm xuống và nó không có còn happy, không còn hưng phấn nữa, thì nó không có giúp cho bạn có một cái lượng sữa nó dồi dào. Rồi bạn hình dung ý mình không? Cho nên bạn nói đi Hường nghe. Bữa em thèm ăn lá lốt mà thấy mẹ kêu ăn lá lốt bắt nên không dám ăn. Nhà thì nó cũng giống như hoạt động cũng tương tự như vậy thôi,
những cái món lá lốt là những cái món mà truyền miệng nhau mà người ta gọi là mất sữa. Thì khi mà bạn ăn cái bắt đầu ai đó nói với bạn rằng cái món đó nó gây mất sữa là ngay bạn lúc bạn hốt hoảng, bạn lo sợ, thì lúc mà cái stress, cái căng thẳng trong bạn nó nhiều thì nó sẽ giảm tiết các cái hormone oxytocin, nó ra sữa ít hẳn và thậm chí nó không có phát ra luôn, tại vì bạn đang có stress và nó ức chế cái khả năng tạo tiết sữa của mình tại thời điểm đó. Rồi, ok. Thì không biết là tới đây thì theo mẹ rằng làm sao để cho mình có nhiều sữa, dồi dào cái nguồn sữa để mình nuôi con. Theo em thì là cứ cứ cho em bé bú mẹ đúng đúng khớp, và khi đó thì sẽ có hormone não nó sẽ tạo ra hormone để tạo tiết sữa rồi cho em bé. Yes. Và tinh thần mình giữ cho tinh thần của mình thoải mái ha. Nếu như các bạn đang ở trong cái giai đoạn trầm cảm sau sinh, các bạn đang ở trong cái giai đoạn mà có nhiều cái thứ khiến cho bạn ức chế, ví dụ như người thân, ví dụ như vân vân, tất cả nhiều người thông tin nó đến với bạn, nó làm cho bạn khó chịu, mệt mỏi, căng thẳng, ức chế, thì lúc này cái sữa nó cũng không có dồi dào được. Cái điều quan trọng lúc này là bạn cần cái người có thể hỗ trợ về mặt tâm lý cho bạn để giúp bạn thoải mái, bình an, nhẹ nhàng, thì tự nhiên cái sữa nó sẽ về, nó sẽ rất là dồi dào, bởi vì lúc này mình giải tỏa được cái sự stress ở trong mình. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn ha cái cách mà ôm em bé, cho em bé bú đúng để giúp cho cái nguồn sữa của bạn được dồi dào. Ok. Cảm ơn mẹ thơm. Em cảm